quý vị, sau đây là phần tin châu Á của bản tin FBNC ngày 13 tháng 10. Hôm qua tại tỉnh Hồ Bắc, thì cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc CNPC, ông Tưởng Khiết Mẫn, đã bị tuyên án 16 năm tù vì tội tham nhũng và lạm dụng chức quyền khi còn ngồi ở vị trí lãnh đạo hãng dầu khí lớn nhất quốc gia này. Tưởng Khiết Mẫn là một trong những đồng minh của ông Chu Vĩnh Khang, một trong những nhân vật quyền lực nhất của chính phủ Trung Quốc, đã lãnh án chung thân vào tháng 6 năm nay vì tội tham nhũng. Giữ chức chủ tịch CNPC từ năm 2011 đến năm 2013, ông Tưởng Khiết Mẫn bị bắt vào tháng 4 năm nay và đã bị cáo buộc vào tội danh tham nhũng 14 triệu nhân dân tệ, tương đương 2,21 triệu đô la Mỹ giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2013. Ngoài ra, cựu chủ tịch CNPC cũng bị cho rằng đã đồng lõa với ông Chu giúp một số người hưởng lợi bất hợp pháp từ công việc kinh doanh của họ. Thái độ thành khẩn nhận tội giúp ông Tưởng nhận được sự khoan hồng của tòa án. Ngoài bản án 16 năm tù, 1 triệu nhân dân tệ tài sản của ông Tưởng Khiết Mẫn sẽ bị tịch thu. Cũng trong hôm qua, một đồng minh khác của ông Chu Vĩnh Khang, ông Lý Xuân Thành, nguyên phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tứ Xuyên đã lãnh án 13 năm tù cùng với tội danh tham nhũng. Mới đây nhất thì Singapore đã cho vận hành thử mẫu xe hơi không người lái đầu tiên tại châu Á và nếu được đưa vào sử dụng thì đây được xem là bước tiến lớn của đảo quốc sư tử hướng đến mục tiêu hạn chế sự phụ thuộc vào con người và giải quyết tình trạng ủng tắc giao thông. Viện Nghiên cứu và Công nghệ Singapore MIT, Đại học Quốc gia Singapore, phối hợp cùng Cơ quan Khoa học Công nghệ và Nghiên cứu đã cho trình làng mẫu xe không người lái đầu tiên tại miền Bắc Singapore. Hiện tại vẫn cần người lái ngồi phía sau lúc xe vận hành để đề phòng sự cố có thể xảy ra. Đây là mẫu xe được nâng cấp từ dòng xe điện của Mitsubishi với vận tốc nhanh nhất là 30 km/h. Điểm nổi bật nhất của mẫu xe tự động này nằm ở bộ phận cảm biến. Công nghệ tiên tiến nhất sử dụng cho mẫu xe này là ở bộ phận cảm biến, giúp xe có thể xác định địa điểm mà không cần đến hệ thống định vị GPS. Mục tiêu của chúng tôi là muốn dòng xe này có thể tự di chuyển trong khu vực có nhiều nhà cao tầng, bãi đổ xe hay trong các trung tâm thương mại. Là một quốc gia nhỏ với nguồn nhân lực hạn chế, Singapore hy vọng mẫu xe tự động này sẽ khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm thiểu tình trạng ủng tắc giao thông. Dự kiến chính phủ Singapore sẽ cho thí điểm lưu thông mẫu xe này trên đường phố vào tháng 12 năm nay. Hiện tại, Google và vài công ty khác đang triển khai sản xuất và sẽ sẵn sàng tung ra thị trường vào năm 2020. vị vốn là thị trường nhà ở đắt đỏ có tiếng trên thế giới, nhưng gần đây thì giá mặt bằng tại Causeway Bay, khu mua sắm sầm uất nhất tại Hồng Kông, đã giảm 40% do kinh tế Trung Quốc suy giảm tác động lên ngành công nghiệp hàng xa xỉ của Hồng Kông. Một số hãng thời trang danh tiếng như Prada, Gucci đã phải lên tiếng kêu gọi các chủ mặt hàng hạ giá thuê xuống, làm rõ thêm viễn cảnh các cửa hàng có thể phải sớm đóng cửa. Trong khi đó, một số cửa tiệm đồ xa xỉ hội nhập khác đã bị thay thế bằng các cửa tiệm địa phương với giá thuê rẻ hơn giá cũ mà các hãng này đã thương lượng từ hồi năm 2012. Chỉ trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2013, doanh thu mặt hàng trang sức và đồng hồ đắt tiền tại Hồng Kông đạt 15 tỷ đô la Mỹ, trong khi tính trong 8 tháng đầu năm nay, doanh số đã giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Cuộc chiến chống tham nhũng của chính quyền Trung Quốc thực sự đã ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng của những nhà bán lẻ hàng xa xỉ tại Hồng Kông thêm vào đó, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm và các chính sách tiền tệ cũng là nguyên nhân khiến cho các điểm đến khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng Trung Quốc. Tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị tiếp tục quay trở lại với thị trường trong nước. Savills nhận định bất động sản Việt Nam vẫn tiếp tục đà phục hồi những tháng cuối năm nhưng không có đột biến. chuyên gia cbi nhận định thị trường bán lẻ việt nam sẽ nở rộ khi hàng loạt các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực